乐透半天，快乐半天，开心顷刻即送回头便知，随便说话快乐笑笑，踏进家里一秒开始，能回家就让心花开遍，在你两边，与你每天，家中那些温暖，从来都不倦，全力去做你的完全，人未出发可每一天。Ông Nghiêm lớn, đề nghị của tôi là như vậy đó. Liên quan đến dự án lần này, bản thân tôi cũng có một số ý tưởng. Không cần nữa, tôi cảm thấy suy nghĩ của Matt không tệ nghe, đủ mới mẻ. Tôi lấy ý tưởng sơ đồ chiến thuật 442 trong bóng đá. Chỉ cần quản lý tốt chuỗi cung ứng thì cũng giống như việc kiểm soát những trái bóng có tiền vệ gì đó, không thể nào mà chúng ta có thể thua được hết trơn, có đúng không? Hôm qua, huấn luyện viên Josen vừa thay đổi chiến thuật á, thì lập tức là thắng trận liền đó. Trận bóng hôm qua sôi nổi thật đó. Hôm qua tôi vui đến mức uống hết 3 chai sâm banh luôn đó. Luôn đồng hành cùng nhau nha. Luôn đồng hành cùng nhau. Không ngờ đây lại gặp được cậu cũng yêu thích bóng đá. Có dịp mình xem bóng đá ở sân nhà đi. Ok. Matt làm việc ok lắm, hiệu suất cao, lại có sáng tạo. Anh cứ giao dự án cho Matt, bảo đảm sẽ hoàn thành tốt đẹp. Lần này anh không chỉ nuốt chửng nguyên cái tiếp lòng, con của anh Quy cũng đứng về phía anh rồi đó. Nè, ngoài Matt ra, chị Linda cũng rất giỏi nữa nha. Đúng vậy ông Nghiêm lớn, dự án này có mặt tôi. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Đúng rồi, về vấn đề dự án. Đã lâu lắm rồi á, mình không có chơi gôn. Khi nào chơi với tôi đây? Lần này tôi nhất định phải thắng anh. Ê, hai chị em về công ty trước đi ha. Dạ được. Ê, ông Nghiêm lớn, tôi tiễn nha. Ô, chị hai ơi, làm cái gì mà giận dữ vậy chứ? À, thì ra lúc nãy ba vừa mới khen tôi có phải vậy không? Cậu bị điếc hả? Ông Lôi cũng có khen tôi mà. Nhưng mà ba khen tôi 3 câu lần đó, còn chị thì chỉ có 1 câu thôi. Câu đó chỉ khen cho có thôi. Cậu đúng là con nít. Thì ra cậu để tâm mấy cái thứ này. Trẻ con thì sao chứ, nhưng mà tôi vui đó. Bây giờ cả công ty đều biết con nhận được vụ làm ăn lớn của ông Nghiêm lớn Lôi Công, còn luôn miệng khen con nữa đó. Là nghĩ đến Jenny hả? Con nói với má là con muốn làm ra thành tích cho vợ con thấy mà. Bây giờ con làm được rồi, đáng lẽ phải vui lên mới đúng chứ. Con rất muốn lấy lòng của ba vợ con, nhưng mà con thật sự không có được vui đó má. Rốt cuộc là chuyện gì đi? Đúng là hổ phụ sinh hổ nữ. Linda được truyền gen tốt từ anh đó. Làm gì có. Linda đúng là giống tôi hồi trẻ, nhắm đâu trúng đó, nhanh gọn chính xác. Trời ơi, ba ơi, con ngại quá à. Ba đừng khen con trước mặt mọi người chứ. Tiếp lòng cô ở đây thì đúng là như hổ mọc thêm cánh rồi. Làm gì có. Lữ sĩ làm gì cũng chu đáo lắm rồi. Cô sẽ cố gắng làm cho tốt hơn nữa đó ba. Cạn ly. Tuy là ba đã khen lông lực liên tứ 3 câu lận, chỉ khen con có 1 câu thôi, nhưng mà con thấy vui lắm đó má. Bởi vì con biết là ở trong mắt của ba thì vẫn còn có con trong đó, vẫn rất yêu thích con. Cũng giống như là má nấu canh cho anh Quy vậy, ảnh khen canh ngon, uống thêm vài miếng canh má cũng cảm thấy vui lắm. Xem ra má con của mình vẫn đều rất là nhớ ba. Nhưng mà sau vụ của bà Trần á, má nghĩ ba con giận má nhiều hơn nữa. Má má cũng chỉ vì quá yêu ba cho nên mới làm chuyện đó thôi. Nếu như má đó không làm gối ôm có mặt của ba con thì má nghĩ là không có đêm nào má có thể ngủ được hết. Con cũng vậy đi nè. Lúc con nhớ tới ba nhất á, thì con sẽ mở những đoạn clip mà ba với con cùng làm phỏng vấn đó để con được nhìn thấy ba. Nhưng mà bây giờ con cũng không có cầu mong ba sẽ tha thứ cho con cái gì. Nhưng mà con chỉ muốn biết là mỗi ngày ba đang làm cái gì thôi. Tiếc là anh không muốn gặp má con mình nữa. Ba à, con phải đi làm, phải đánh răng rửa mặt. Ba nhường cái toilet cho con đi được không? Ba bị tiêu chảy, con làm vệ sinh cá nhân ở trong bếp đi. Còn không á, thì con qua nhà anh Căn mượn toilet đỡ đi. Thôi được rồi, đại đi. Đúng là họa vô đơn chí mà. Đáng yên lành tự nhiên bị diêm niệu đạo, còn gặp ôn thần đó nữa.
ngay cả đi bác sĩ cũng không yên. Bác sĩ chuyên khoa tiết niệu. Ông Trường sắp tới có kế hoạch gì vậy? Sao lại gặp ông ấy ở đây chứ? Ê, Long Cam Quy, bác sĩ chuyên khoa tiết niệu, ở nhà buồn quá nên sinh bệnh hả? Ông có bệnh thì có đó. Tôi đang tìm công ty chứng khoán ở trên kia mà thôi. Ê, Terry, anh không khỏe hả? Giống như bị cảm vậy đó. Không biết có phải do dạo này tăng ca, tắm khuya mệt quá nên không có sấy tóc khi ngủ, sáng thức dậy thì đau đầu gần chết luôn. Hay là bây giờ đi khám bác sĩ đi. Lát nữa anh có buổi quay quan trọng, làm gì có thời gian đi khám. Ê, vậy đi, đi khám liệt sĩ hảo bác sĩ đi, ở nhà vẫn có thể khám được. Đừng có nhắc tới hai chữ đó nữa, nghe thôi đã thấy bực mình. Anh không dùng sản phẩm của kẻ thù đâu. Ê, xem bộ dạng của anh kìa, còn nói hôm nay có buổi quay quan trọng nữa. Một cảnh quay đi quay lại nhiều lần cho coi. Phải để cho mình dọn mới được. À, thằng quỷ Terry này sao lại dùng phần mềm lực sĩ hảo bác sĩ chứ? À không, mình khám ở nhà thì không bị ai phát hiện rồi. Lại biết được dự án này như thế nào. Nếu họ có vấn đề thì mình cũng có thể thưa kiện họ. Xin chào, xin hỏi anh không khỏe chỗ nào à? Tôi đương nhiên không khỏe mới tìm tới mấy người rồi. Chú Căng à, sáng nay chuyển phát nhanh gửi hàng cho anh mà không có ai nhận hết, cho nên tôi đã ký nhận giùm anh rồi. Cảm ơn. Người nhận hàng là Long Lực Dương, tức là Terry đó. Sao kỳ vậy ta? Ông Long lớn. Căng à, món hàng này gửi cho Terry nè. Kỳ lạ ở chỗ là sao ghi địa chỉ của nhà tôi vậy chứ? Anh coi. Định là dùng danh nghĩa của Terry gửi thuốc đến nhà anh Căng. Tối nay lên đó ăn cơm sẵn lấy thuốc là chắc ăn nhất rồi. Chắc là Terry bất cẩn nên mới ghi lộn địa chỉ mà thôi. Chắc là vậy. Anh đó đưa cho tôi đi. Ok, cảm ơn nha. Cảm ơn anh nha. Đến cách sao? Giao thuốc sớm hơn dự đoán, mém xíu thì lộ hết chuyện rồi. Dớ dẫn thiệt mà, mình phải mắng vốn họ mới được. Lộn xộn hết rồi. Uống loại nào trước đây chứ? Cũng may là trả lời tin nhanh đó. Nếu không thì tôi nhất định sẽ mắng vốn nữa cho mà coi. Lần trước khám bệnh chỉ dựa vào lời kể của anh. Chẩn đoán cần nhìn thấy mặt bệnh nhân, như vậy sẽ chính xác hơn. Anh cho tôi xem thử đôi mắt, có thể biết rõ tình trạng cơ thể của anh hơn. Chỉ xem đôi mắt chắc không nhận ra mình là ai chứ. Bây giờ chúng tôi đang phân tích tròng trắng mắt của anh. Vui lòng chờ trong giây lát. Má ơi, má, má, là bà đó, là bà đó. Má coi đi. Trời ơi, cuối cùng thì mình đã nhìn thấy được đôi mắt của bà rồi. Anh Huy tiều tụy quá đi mất. Má, cũng nhờ có má đó mình mới có thể trị bệnh được cho ba, là có thể giải quyết được nỗi khổ tương tư. Đúng là một công đôi chuyện đó má. Hệ thống hoạt động khá tốt, tiếp tục cố gắng nha. Tôi sẽ tha thứ cho anh. Cảm ơn anh Long nhỏ. Nhưng mà còn chuyện này cần báo cáo với hai vị đó. Là gì? Có một bệnh nhân suốt ngày mắng vốn luôn. Ê, là bệnh nhân phiền phức á, thì nhiều dữ lắm. Chuyện này anh giao cho bên chăm sóc khách hàng xử lý đi. Nhưng người này không phải là bệnh nhân thường đâu. Có chuyện gì cần á thì cậu cứ nói thẳng ra đi. Nhưng mà người này chính là... Đây nè. Terry, nó bị viêm niệu đạo mà chịu dùng phần mềm lực sĩ hảo bác sĩ nữa hả? Chuyện này cứ để cho tôi xử lý là được, cậu ra ngoài đi. Dạ. Má, Terry nó ghét mình như vậy, có khi nào là cố tình kiếm chuyện hay không vậy? Người này không phải Terry, mà là ba con. Là ba hả? Con xem đi, đoạn hội thoại này đều là kiểu ra lệnh cho người khác. Đúng rồi, cái nói chuyện y như ba lúc mà chửi người ta gì đó. Đúng là ba rồi. Ba con đeo kính và khẩu trang, nhất định là ba con thấy xấu hổ, không muốn người khác nhận ra mình, cho nên là ba mới tìm đến lực sĩ hảo bác sĩ. Bác sĩ ơi, anh nhất định phải kê loại thuốc tốt nhất nha. Nhắc anh Quy uống nhiều nước và dùng nước ấm để mà tắm đó nha. Cảm ơn nha. Sao rồi, phân tích bệnh tình tới đâu rồi? Cuối cùng cũng gặp được anh rồi. Dạo trước anh cứ từ chối làm tôi tưởng anh bị bệnh gì nữa chứ. Không sao, cô xem tôi khỏe mạnh như vậy, tôi có thể đánh chết mấy con cọp luôn đó. Mình vào thẳng vấn đề nha.
Dự án trước đây mình cũng đầu tư đã lời được 30% rồi. Tôi biết chắc công ty đó có tiềm năng phát triển kìa mà. Bước tiếp theo, tôi muốn mua một miếng đất. Tiếp tục kiếm tiền. Cạn ly. Cạn ly. Ơi, nhẹ cả người. Ôi chào ba. Hiếm khi tâm trạng vui, bây giờ hết thấy vui rồi. Ơi. Tâm trạng của ba rất vui, có nghĩa là ba đã khỏe nhiều rồi, có đúng vậy không? Cái gì khỏe nhiều chứ? Ý của con là tình trạng kinh tế của ba ổn hơn rồi chứ? Thằng quỷ này còn cười nhạo ba nữa hả? Con không có ý đó đâu, con quan tâm tới ba thiệt mà ba. Quan tâm ba thật lòng. Nếu không nhờ có con thì ba vẫn còn đang là người đứng đầu ở Tiếp Long. Con. Alo. Mét, ông Nghiêm lớn tới rồi, còn không mau ra đây gặp ông ấy đi. Dạ, con đã biết rồi ba vợ. Ba vợ? Ba cảm thấy con gọi vậy không đủ thân thiết và tự nhiên đâu. Hay là con gọi ổng là ba của con luôn đi. Ba, không phải vậy đâu ba. Trời ơi. Sao đạo diễn đột xuất kêu tôi tới tập vợt vậy? Đúng đó, ông ấy đang đợi anh ở trong đó. Ồ. Sao anh lại ở đây chứ? Em trai, tôi không có người anh giống như anh đâu. Đúng, là anh thông đồng với phó đạo diễn để dụ em vào đây đó. Vì anh biết chắc là em không chịu gặp anh. Anh bán đứng ba, tôi không có gì để nói với anh hết. Em trai à, anh đến đây về chuyện sức khỏe của ba đó. Em có biết là ba bị viêm niệu đạo hay không? Tôi chưa nghe ba nói bao giờ. Tôi không biết sao anh lại biết chứ. Ba xem trọng sĩ diện nên mới giả vờ là không có chuyện gì hết đó. Bây giờ đang dùng tài khoản của em để bà đi khám bệnh đó. Tôi sẽ quan tâm tới ba, anh không cần lo lắng đâu. Em trai à, em trai à. Nè, anh có sao không vậy? Cái miếng bự chà bá như vậy mà anh không thấy sao? Trời, vào đây đêm nào anh cũng phải thức khuya ngồi suốt đêm ở trước màn hình máy vi tính đó, là bởi vì anh sợ nửa đêm ba cần phải đi khám bệnh đó. Tôi nghe ba nói lực sĩ hảo bác sĩ là robot trí tuệ nhân tạo chứ đâu phải người thật đâu. Đúng rồi, mà độ chính xác của bác sĩ trí tuệ nhân tạo chỉ có 99% thôi. Anh không muốn có một chút sai sót nào hết, cho nên mới kêu đội ngũ bác sĩ trực suốt đêm. Anh cũng nghĩ ra cách giải quyết rồi, còn kiếm tôi làm gì nữa? Anh đến đây á là vì muốn em giúp anh nấu canh cho ba uống đi. Cái gì vậy? Là thuốc bắc đó. Là có một thông, đại hoàng, lợi tiểu là thanh mát nữa. Rất tốt cho bệnh viêm niệu đạo đó. Cách nói chuyện sao nghe quen quá vậy ta? Còn nữa nha, anh Huy á, lúc nào cũng chê nước lọc không có vị nên không chịu uống. Mà bây giờ á, anh lại có bệnh ở trong người, nhất định phải cho anh uống thật nhiều nước. Còn nữa nha, dùng thuốc bắc này á, để hầm canh cho anh uống. Ấy, nhất định phải chưng cách thủy đó, vậy mới mau hết bệnh được. Là gì Melody đó? Trời, sao tự nhiên em nhắc tới má vậy? Mỗi lần nghe dì ấy nói chuyện dài dòng là lỗ tai tôi cứ dù dù lên. Wow, lúc nãy cách anh nói chuyện y chang như má của anh vậy. Nhất định là dì ấy kêu anh tới tìm tôi rồi. Dạo này chắc anh nghe má than phiền hơn nhiều một chút. Sao vậy? Bộ giống lắm hả? Trời ơi, ra liền. Ê, tới rồi hả? Vô nhà đi. Anh kêu tôi lên đây có chuyện gì không? Không phải là tôi kêu đâu, mà là Terry đó. Anh có biết không, Terry kêu tôi chỉ cô ấy cách nấu canh đó. Hả? Tự nhiên học nấu canh để làm cái gì chứ? Trời ơi, cậu ấy có lòng với anh quá mà. Mà bình thường á, nhìn cô ấy ngờ ngờ ngát ngát như vậy, nhưng mà trong lúc nấu ăn á thì rất là ok đó nha. Hả? Trời ơi, sợ không có vậy. Nè, cậu làm cái gì vậy? Trời ơi, wow. Nấu cái gì mà khét hết trơn cái nồi luôn rồi. Trời, cái nồi này tôi mua chưa được một tuần lễ nữa đó. Căng à. Cái nồi này mua bao nhiêu? Để đó tôi đền lại cho. Thì cũng không có mắc tiền lắm đâu. Tôi sẽ kê đơn giá tiền. Không phải vấn đề tiền bạc gì. Quan trọng là mạng người không có sao được rồi. Với lại uổng phí nồi canh quá trời. Ê, con coi con kìa. Xin lỗi chú Căng nha. Nhưng mà cũng may lúc nãy có múc sẵn một chén canh để nếm thử nè. Nếm canh thôi mà. Múc nguyên chén bự như vậy hả? Không có gì. Ra ngoài uống canh trước đi. Ở đây để tôi dọn dẹp cho. Chị cảm ơn anh nghe Căng mà. Sao tự nhiên nấu canh thuốc bắc như vậy hả? Ba uống nhiều canh tốt cho sức khỏe lắm. Ba uống thử đi. Ôi, sao mà đắng dữ vậy? Có thuốc bắc trong đó nên sẽ đắng nha ba. Hay là ba thích uống canh gì để lần sau con hỏi.
Con học nấu. Đừng có bài nữa. Coi chừng trái ngoài cái bếp cũng không hay đó. Mỗi ngày ba uống bao nhiêu ly nước, lúc nào ba cũng chê nước lọc không mùi vị. Trước đây có người nấu canh cho ba uống thì không sao, bây giờ ba cần phải bổ sung nước đó nha. Sao hôm nay con nói chuyện nghe kỳ lạ quá vậy? Đâu có đâu. Lúc nãy con mượn chú Căng cái thau lớn, lát nữa ba uống canh xong thì con nấu nước ấm cho ba ngồi tắm nha, như vậy sẽ thoải mái hơn nhiều. Ngồi tắm? Con biết ba không khỏe hả? Tóm lại là ngồi tắm sẽ có lợi cho sức khỏe hơn. Sao con biết ba không khỏe vậy? Thì con thấy tối ba đi tiểu đêm mà, sau khi tiểu thì thấy có chút gì đó vàng vàng. Trước đây con cũng từng bị viêm niệu đạo nên con biết sau khi uống thuốc sẽ như vậy. Con có thông minh tới vậy hay không? Tóm lại trong canh này có mấy loại thuốc bắc như cam thảo, đại hoàng, mộc thông, vừa lợi tiểu lại có thể thanh lọc giải nhiệt, rất tốt cho bệnh viêm niệu đạo. Ba cứ thử đi nha. Biết nấu canh thuốc bắc lại còn dài hơi như vậy, cách nói chuyện nghe rất giống em Cầm. Thuốc bắc này chắc chắn là của em Cầm. Con lỡ học gì? Không, lỡ bắt chước cách gì Melody nói chuyện. Đúng là hai má con họ mà. Đừng chết đi được. Hai má con nó chơi mình nhiều rồi, nhất định là âm thầm giám sát, lấy mình ra làm trò đùa. Ba, cái này là thuốc kháng sinh, phải uống hết liệu trình mới có hiệu quả đó. Ba không có uống nữa đâu. Ảnh bán đứng ba là sai, nhưng lần này ảnh thật lòng quan tâm tới ba mà. Ảnh sợ ba nửa đêm không khỏe, phải khám bệnh, nên đêm nào cũng ngồi trước màn hình máy tính tới sáng luôn, còn kêu bác sĩ phải trực suốt 24 tiếng nữa. Người ta nói là con tin thật hay sao? Thật đó ba. Ảnh vì muốn chắc ăn 100% nên mới chạy tới phim trường tìm con. Con thấy mặt ảnh vừa mệt vừa tàn tạ, ảnh còn bất cẩn đụng đầu tùm lum nữa kìa. Do nó bất cẩn mà thôi. Con cũng giống như ba vậy, không ưa hai má con đó cho lắm. Nhưng mà mấy đêm nay ba đi vệ sinh ít đi nhiều đó. Thuốc này có hiệu quả hay không, con nghĩ chỉ có ba mới biết thôi. Thì cũng nhờ sự phục hồi của ba nhanh, bây giờ ba đã khỏe rồi thì uống thuốc làm gì. Ba thấy vậy thôi, chứ không có nghĩa là virus mầm bệnh đó đã hết hoàn toàn. Cái này là thuốc kháng sinh đó, phải uống hết liệu trình. Nếu lỡ lần sau ba bị tái phát á, thì nó sẽ bị lờn thuốc cho coi. Con dám trù ba bệnh cũ tái phát hả? Thật đó, viêm niệu đạo mà không xử lý tốt sẽ thành viêm bàng quang. Lúc đó ba sẽ ói và sốt luôn đó. Anh rể, lần này ủng hộ anh. Đã nào, khỏe rồi thì uống thuốc làm gì nữa. Chỉ cần ăn tổ yến này đi bộ bổ sức khỏe là được rồi. Ê, cậu con nói vậy mới lọt lỗ tai đi nè. Hả? Em cho anh ăn cái gì vậy hả? Anh rể, lưỡi của anh lợi hại thiệt đó. Tổ yến ngọn như vậy, em bỏ thuốc lực sĩ hảo bác sĩ ở trong đó mà anh cũng biết nữa hay sao? Ai nấy đều tạo phản, chỉ biết gạt ba mà thôi. Ông Long lớn. Đến rồi hả? Anh không sao chứ? Mình hẹn bữa khác đi, bây giờ đi bệnh viện trước đã. Tôi không sao. Đi toilet là ổn thôi. Cô chờ tôi ở đây nghe. Vừa ói vừa tiêu chảy, có phải giống như Terry đã nói bị viêm bàng quang rồi không? Bà, lúc nãy con thấy Hà Thiên Kim tới đây đó. Lực sĩ, dạo này họ hay đi chung với nhau, có phải đến để uống trà không? Thì họ là bạn bè mà, ăn cơm chung cũng bình thường thôi. Nhưng bên ngoài đồn thổi họ hùng vốn mua đất. Con điều tra giúp ba coi chuyện này có thật không. Dạ con biết rồi. Ba ơi, thật ra ba không cần phải lo lắng như vậy đâu. Ông già đó không làm ra trò trống gì. Sao vậy? Bởi vì ông ấy bị viêm niệu đạo đó. Hả? Không phải chứ. Xui xẻ đến mức bị mấy bệnh này luôn à? Sao con biết? Con người của ông ấy rất là sĩ diện, cho nên mới âm thầm đi khám bệnh ở lực sĩ hảo bác sĩ đó. Hy vọng là không có ai biết. Con biết được rồi nên mới nhân cơ hội làm bậy đó. Con chơi ông hả? Con dùng phần mềm lực sĩ hảo bác sĩ để khám bệnh cho ông ấy, sau đó kêu bác sĩ kê thuốc kháng sinh cho ổng. Tôi tìm Terry và tỏ ra quan tâm ông già đó, luôn miệng căn dặn Terry nhất định phải chăm sóc ông ấy thật là tốt đó. Sự thật là con chỉ muốn thằng cờ đó làm lộ chuyện. Kết quả là ông già đó biết rồi và cảm thấy con thật sự cố ý cho ổng. Bây giờ ổng giận đến mức không thèm uống thuốc nữa đó. Thuốc kháng sinh uống một chút bỏ một chút thì phiền phức lắm. Đúng rồi. Bởi vậy Hà Thiên Kim có gặp ông ấy bao nhiêu lần á, đàm phán cái gì đi nữa cũng không có thành vấn đề đâu ba. Bởi vì lúc nào cũng phải đi toilet hết đó, người ta làm gì còn tin tưởng ông ấy nữa chứ. Chiêu này của con thâm độc thiệt. Cái thằng khốn này. Ba cô ở đây hả?
còn đối xử với ba như vậy, không sợ bị trời đánh hay sao hả? Ê anh Xui à, bây giờ anh đi toilet thường xuyên thật nha. Con có gạt mày đâu. Cái thằng phản bội mà. Để mà bôi lưu hội cho nó bớt sưng. Cái tát này á, con xứng đáng nhận mà. Còn cái đau này á thì coi như là một sự trừng phạt đi má. Terry nói ba giận dữ cũng tại vì con. Ba giận đến nỗi không chịu uống thuốc, bây giờ ba mới mệt mỏi như vậy đó. Cho nên con mới dùng khổ nhục kế chọc tức ba con để ba con chịu uống thuốc. Ngoài cách này thì con không nghĩ ra được cách nào khác nữa. Nhưng con có biết con làm vậy ba con còn giận con hơn nữa, có thể sau này không bao giờ tha thứ cho con. Chẳng thà là suốt đời này ba cứ giận con đi, con cũng không muốn bệnh tình của ba càng ngày càng thêm nặng. Ivan, Ivan nhắn tin cho con nè, vị khách khó tính của tài khoản tên Terry lại tìm tới. Vậy à, mình qua đó xem sao. Quá 5 phút rồi còn chưa nhận được thuốc đó. Sao lại nói đúng 3 giờ rưỡi sẽ nhận được chứ? Ba chịu uống thuốc rồi mà. Ba con còn hối thúc mình gửi thuốc qua nữa kìa. Biết hai người đang xem màn hình đó. Ai má con ăn cháo đá bát của nhà họ Long. Không muốn mang thuốc qua đây, không muốn trị bệnh cho tôi chứ gì. Long Cảm Huy này vẫn còn là cổ đông của công ty luật sĩ Hảo Bác Sĩ. Lần đầu tiên bị người làm mà má vui tới vậy đó. Má coi ba kìa, chửi người ta mà khỏe như vậy đó. Mình không cần lo lắng cho bệnh của ba con nữa.